Công ty Minh Motor xin giới thiệu động cơ điện liền giảm tốc. Sản phẩm công nghệ Úc đã xuất khẩu đi hơn 30 nước trên thế giới. Được sử dụng phổ biến tại Mỹ và châu Âu. Sau đây là giảm tốc 2,2 kW 3 ngựa 3 HP. Đây là mẫu giảm tốc chân đế. Có tỷ số truyền bằng 1/30. Ampe định mức khi đấu tam giác là 8,91 Ampe. Ampe định mức khi đấu sao là 5,15 Ampe. Trục của giảm tốc có đường kính 40mm. Trục của giảm tốc là thép siêu bền, sau đó được tôi nhiệt luyện để tạo độ cứng tuyệt đối. Hộp cực điện có kết cấu rất dày và an toàn. Chất lượng vỏ gang của hộp giảm tốc đặc, nặng và chống rung, nhờ vậy kéo dài độ bền của sản phẩm. Bên trong hộp số giảm tốc có sử dụng mỡ Nhật. Loại mỡ này cao cấp, giảm độ ma sát và chống mài mòn bánh răng. Bánh răng của giảm tốc có tuổi thọ tới 10 năm. Phía ngoài của giảm tốc được sơn 3 lần bằng công nghệ sơn tự động. Quy trình sơn có hấp sấy để nước sơn bền nhiều năm. Quý khách có thể lựa chọn hàng ngàn mẫu giảm tốc khác từ kho hàng motor lớn nhất Việt Nam. Mời quý khách liên hệ số điện thoại 098 164 5020 của công ty Minh Motor để được báo giá ưu đãi nhất thị trường Đông Nam Á.